khuyên nàng sơ khăn. Đừng, đừng ai mong đổi ai mua ân bằng những đồng tiền nhơ nhớp đó. Chú về đi, chú về đi. Coi như tôi đã bằng lòng vĩnh biệt, nhận hết đau thương thua thiệt riêng mình. Trong lòng nuôi sẵn mầm giông cô, mà môi luôn thơm thức tiếng ân tình. Tôi đã trót ngu dài tình yêu trao đời con gái. Tôi của tôi nào dám trách ai đâu. Chân dặm đất cô kêu gào sao cho thâu trời cao. Tôi phải làm sao đây với cây bào thai trong bùn. Chết cho yên ngay đành sông vườn. Trời ơi đứa con thơ nào có tội tình gì. Cô Lệ Thu, cô, tôi khuyên cô, tôi khuyên cô đừng nghĩ đến chuyện thiệt thân liều chết. Cô cần phải sống, cô cần phải sống là vì con của cô mà. Chú Năm đi về đi. Cô Lệ Thu, trời ơi, bức thơ đoạn tuyệt sao một lời phụ giống chân trắng. Không, tôi phải giết đi mầm bạc đen bằng tượng hình phạt mỗi trong tôi. Không, đừng cô Lệ Thu, đừng cô. Nhưng nó là con tôi, từng hơi thở từng giọt máu tinh khôi của mẹ đã chung đắp xót xa. Tôi tình chi con trẻ, nó là con tôi, nó cần được sống để nên người. Bao nhiêu vàng ngọc trên đời không mua được tiếng khóc tiếng cười trẻ thơ trên đôi nhịp dòng mà ơi, con tôi phải sống mặt người phụ dòng. Cô Lệ Thu, thôi tôi về, tôi gửi lại cô số tiền này nha. Khoan đã, chú Năm, chú đem tiền về, chú nói lại với Vinh rằng tiền ấy cháu gửi lại cho Vinh để làm lễ cưới. Chúc Vinh vui duyên mới, đừng bao giờ nhớ đến tên của Lệ Thu. Chú Năm ơi, cô, tình cảnh này chắc cháu không sống nổi. Cháu đã đem danh dự của cha mẹ mà vui lấp trong ao tù nhớ nhớ. Thank you.
có chuyện gì vậy? Chị ơi. Dạ. Chị khổ quá mà. Chị ơi, có chuyện gì chị cứ nói em nghe nè. Chắc là chị chết lắm. Chị ơi, ủa chị định bỏ em sao? Vả lại chị đang mang thai nghén, nỡ nào chị lại giết cả thai nhi. Chị thương hồn máu trong bụng chị, nhưng chị chị khổ quá Nga ơi. Chị hai, bộ chị đã gặp anh Vinh phải không? Rồi cái anh đã làm gì chị? Chị nói cho em nghe đi. Anh Vinh, anh, anh cưới vợ. Anh Vinh đi cưới vợ? Phải, chỉ gặp người ta đang sánh vai nhau đi mua đồ cưới, và chỉ đứng bên đường như kẻ đang đứng bên sông lành. Tiếng người sang ngang nghe sóng sao, thôi lỡ duyên tình ai bước sang đò, nghẹn ngào đau thương duyên kiếp dở dang, chết đi cho vẹn tâm hồn được yên thanh thơ. Chị hai, người ta đã khinh bà phụ phàng, nhưng hài nhi nào có tội tình chi, nỡ đâu chị lại liều mình không thương tiếc con. Chị hai, chị đừng có buồn nữa, bên chị còn có em nè, rồi nay mai bên mình chị sẽ còn có con thơ để an ủi nữa. Bích Nga, em của chị. Chị hai. Em. Em phút ban đầu nhìn em anh không nói nên câu, trong đôi mắt buồn sâu tim anh rộn bao khúc ai ân, hồn anh lắng bên nàng. Tại anh khẽ nói yêu em, yêu ta đi nàng ơi, trên ngôi hồng tươi thắm muôn đời. Thẹn thùng lặng nhìn anh, nhìn anh em không nói, môi em cười duyên. Vào mắt người yêu rồi anh thầm khẽ hỏi, hỏi rằng yêu anh chăng. Dù năm tháng phai tàn, lòng anh vẫn mãi mãi yêu em, yêu không phút nào phai. Tình ta lúc ban đầu
Cô Huyền ơi, cô Huyền, cậu Vinh sai quá rồi, tôi đưa cậu trả về cho cô nè. Trời ơi, anh sai quá rồi. Anh hãy nằm xuống đây đi, để em đi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho anh nha. Ai đây? Em đây, em là Huyền, em là vợ của anh đây nè. Sao? Vợ của anh hả? Vợ của anh. Em ơi, em đừng bỏ anh, em đừng bỏ anh nha. Anh sai quá rồi. Em đi lấy nước chanh cho anh uống giả rượu, chứ em có đi đâu đâu à. Em nghe anh hỏi nè, em có yêu anh không? Anh này kỳ ghê à. Nếu không có yêu anh thì em đâu có nhận làm vợ anh đâu à. Em yêu anh hả? Em yêu anh nhiều không em? Nhiều lắm hả? Vậy thì em hãy hát đi, hát cho anh nghe đi em. Anh muốn nghe em hát. Trời ơi, khi không cái anh bắt em hát à? Làm sao em hát được? Như vậy là em đã thương anh rồi phải không? Không, em yêu anh mà anh Vinh. Em yêu anh, em yêu anh mà tại sao em không chịu hát cho anh nghe? Hát anh nghe đi em. Rồi, em sẽ hát. Bây giờ anh muốn nghe bài gì? Hát cho anh nghe bài ca kỷ niệm. Hát đi em. Gửi gió cho mây ngàn bay, không phải bài hát đó mà anh muốn nghe em hát cho anh bản nhạc lòng năm cũ, kỷ niệm tình yêu của đôi ta trong ngày gặp gỡ bụi bàn đầu tuyết rơi, khi hai đứa mới yêu nhau đã nguyện chung đời son sắt ước giao. Vậy mà em lại phũ phàng, em nỡ nào quay mặt đành sao. Trời ơi, như vậy là chồng của tôi đã. Khi nhận được thơ em, từng chữ em ghi như dao đao phủ hành hình. Anh nghe như đất trời quay cuồng đổ sập, ai hiểu được lòng dạ của đàn bà. Trời ơi, độc hơn là nọc săn, bén hơn gươm. Lệ Thu, em ác lắm, em ác lắm mà. Trời ơi, chồng tôi vẫn còn nắng giả yêu ai, còn tôi như chiếc phao cứu từ. Rồi đây tôi sẽ sống ra sao cho trọn thủy chung lòng vợ thương.
chồng. Làm sao tôi tìm được tình yêu với niềm ân ái mặn nồng. Tôi chỉ được yêu thương qua bóng hình của người xa lạ. Chồng tôi không dành được cho tôi một chút tình riêng. Biết ra rồi từng cái vuốt ve, từng nụ hôn, chồng tôi sẽ tưởng tôi qua người yêu cũ. Trong đêm tân hôn chưa gối chăn, tôi là người bị phụ, ai biết chăng ai nỗi đau hận của riêng mình. Lệ Thu, Lệ Thu, tại sao em lại bỏ anh, tại sao em lại bỏ anh? Trời ơi, trời ơi, tiếng kêu Lệ Thu làm cho tim tôi đau nhói. Tôi cho thân phận ngâm hiu của một kiếp ma hồng. Định mạng trớ trêu cay nghiệp phụ phàng. Vinh ơi, nếu chẳng yêu em sao lại cưới em làm vợ, rồi để tuổi để buồn cho người con gái thanh xuân. Đèn hoa chúc lập lòe trong tối tân hôn, từng giọt nến chảy dài như giọt lệ. Lệ khóc thương kiếp hồng nhan bạc số, hay khóc cho đời qua chưa nở đã phai tàn. Lệ Thu, sao em không hát cho anh nghe bản nhạc lòng năm cũ? Thôi để anh hát cho em nghe. Gặp em phút ban đầu, nhìn em anh không nói nên câu. Trong đôi mắt buồn sâu, tim anh dồn bao khúc ái ân. Còn anh lắng bên nàng, cầm tay anh khẽ nói yêu em. Yêu tha thiết nàng ơi, trên môi hồng tươi thắm muôn đời. Gặp em anh em đi, lời anh hát như là lời kết năng, đã giết chết hồn em từ giây phút ban đầu. Tình chưa nồng đã đau sâu, dù quy là đã qua cầu đắng cay. Em ơi, ngà giữa dòng tay đốt lò hương cũ hát bài ai ân. Em, anh Vinh. Em, cô Lệ Thu.
Vậy chào ông Bằng, mời ông ngồi. Nước hết rồi. Dạ, bị nhỏ nó đau, nó khóc hoài à, không có ai nấu được. Khỏi dạ, khỏi. Tôi đến đây thăm Lệ Thu và cháu. Lệ Thu cứ để tôi tự nhiên. Sao, hôm nay Lệ Thu đã đỡ chưa? Dạ, cảm ơn ông, tôi đã đỡ nhiều rồi. Thấy hoàn cảnh của cô, thật tôi ái ngại quá. Cảm ơn ông đã để tâm đến mẹ con tôi. Nhưng ở đời, mỗi người đều có một số phận riêng. Trời định sao phải chịu vậy? Lúc trước tôi thường đến phòng trà để nghe cô hát. Tôi say mê nhưng không dám ra mặt, vì tự thấy mình không xứng đáng. Ủa, thì ra ông chính là ông khách hàng đêm đến tặng hoa và chỉ yêu cầu tôi ca duy nhất một bài hát. Đúng vậy. Bản nhạc đó chỉ hợp với những người mang tâm sự u buồn. Ông là khách tìm vui mà cũng thích nghe. Cô Lệ Thu, thật ra trước kia tôi đến vũ trường chỉ để tìm vui, nhưng từ lúc gặp cô, được nghe cô hát, dầu không muốn buồn mà lòng cứ bâng khuâng. Sau khi rời khỏi vũ trường, tôi muốn mình như một người lãng tử thơ thẩn dưới sương khuya. Cho tim mình lạnh nhiều hơn trước, cho xót xa, cho tê buốt, cho cõi lòng không nhớ cùng không sầu tư, đang khóc than cho cánh ngộ của mình. Nghe chuyện của ông tôi càng thêm chua xót. Đời quá là một vực thẳm đau thương. Mới ngày nào đây tiếng vỗ tay vang dậy vũ trường, trong xót xa tôi còn được chút vui thầm. Tưởng cô sẽ đạt thành sở quyền, bên tâm chồng vào cho tròn vẹn thời xuân. Chỉ mới một năm mà niềm tin kia quý hoài, lạc phân phai hương giấc giả không cần. Thì lòng tôi càng đau suốt vô ngần. Cảm ơn ông nhiều lắm. Cô Lệ Thu, đây là chút lòng thành của tôi, xin cô đừng từ chối. Dạ, xin cảm ơn ông lần nữa. Nếu thật quý tôi, xin ông hãy mang tiền về. Khi nào cần, tôi sẽ nhờ ông giúp đỡ. Cô Lệ Thu à, xin lỗi ông. Chào cô. Cháu Lệ Thu à, Lệ Thu, tới cháu rồi đó. Nhưng mà cháu yếu quá, liệu sức ca có nổi không vậy hả cháu? Dạ được, được mà chú, cháu sẽ ráng chú à. Chứ mượn tiền chủ rồi nghỉ hoài sao được.
Giả lại không ca hát thì lấy gì ăn nữa chứ. Tội nghiệp quá. Dạ kính thưa quý vị, và tiếp theo đây chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị một giọng ca lừng danh một thời, đó là ca sĩ Lệ Thu. Kìa kìa kìa, trời ơi Lệ Thu. Mẹ ơi. Trời ơi, cháu sao như thế này? Trời ơi, chị Lệ Thu, chị làm sao vậy? Không sao, không sao hết. Dạ, được rồi, cháu sẽ ca. Trời ơi, ca sao nổi, trời ơi, như vậy làm sao mà cháu ca nổi? Không hát được đêm nay, làm sao lãnh tiền để sáng mai trả nợ cho bà ba? Chú ơi, rồi tiền đâu cho đóng học phí cho Lệ Hà? Tiền đâu mà đóng gạo? Trời ơi! Cháu như vậy thật là vô nhân đạo, cháu đừng nên gượng gạo. Bình cháu trầm kha đừng tự quỷ hoại mình. Mẹ ơi, mẹ, chị đừng có ráng sức, không có tiền kệ nữa. Trước hết là chỉ cần trị bệnh rồi sẽ hay. Mẹ ơi, giờ mẹ bệnh, mẹ ráng làm chi, mẹ chết bỏ con sao đành. Trời ơi, cháu Lệ Thu, cháu Lệ Thu. Trời mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Trời ơi, con của tôi, tôi còn ấu thơ, tôi có bề gì nó sẽ ra sao? Cháu Lệ Thu, nếu thương con, cháu phải cần điều trị để sống. Chị nên nghe lời của chú hai mà lo tình dương cho mình được giảm chuyên. Em ơi, cho chị gửi Lệ Hà, nếu chẳng may mà trời ơi, Lệ Thu, Lệ Thu ơi, cháu là một cô gái chẳng may sanh nhầm ngôi sao xấu, mang thân phận hẩm hiu của một loài có dài qua hèn. Gót chân của định mệnh không tiếc tương lai trà đạp cứu hoàng, thành kiến của gia đình và xã hội đã làm bảo tố cánh hoa yếu mềm phải tan tác bởi cuồng phong. Giữa chảo đời phải vất vả lông đông, đi biển một mình ôm con gánh chiều, nhìn cháu xác xơ mà lòng chú thêm ngơi buốt, muốn gào thét lên cho niềm quốc thần đến thiên đình. Chú hai. Mẹ ơi, mẹ đừng chết, con sợ lắm. Trời ơi mẹ ơi. Ơi, không thể chần chờ được mẹ. Nữa không thể chần chờ được nữa. Trời ơi, tôi phải xin lỗi khán giả. Lệ Thu phải đi gấp bệnh viện. Kính thưa quý vị, vì ca sĩ Lệ Thu bị bệnh bất ngờ nên không thể hát được. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức giọng hát của nữ ca sĩ Túy Phượng với nhạc phẩm Gặp Nhau Phút Ban Đầu.
Có khách hả em? Hôm nay là sinh nhật thứ 10 của con Diệu. Bộ mình quên rồi sao? À vậy à. Trời ơi, vậy anh vô tình quá. Anh thật có lỗi với em và con. Mới đây mà chúng ta đã chung sống 10 năm rồi. 10 năm rồi à, em, em không thấy mình vui vẻ với em dầu chỉ một lần. Hay là mình thấy em không xứng đáng với mình? Hương Quyền, em đừng nói vậy. Chính anh mới không xứng đáng với Hương Quyền. Em giữ trọn đạo vợ hiền 10 năm rồi, em chua đau vô biên. Từng ba nước chén cơm lo sức khỏe cho anh, em trọn đạo thờ chồng, không thay lòng đối tâm. Trái lại anh đây lạc lẽo vô ngần, bởi trong tâm hồn còn nhớ kẻ xa xôi. Dầu họ đã phản tình chia rẽ nghĩa vô kình, Vinh ơi
tình yêu tuyệt vọng bao giờ cũng làm cho người ta đau khổ. Nhưng yêu một kẻ không yêu mình thì lại càng đau khổ vô cùng. Tháng năm mòn mỏi chẳng vui hững hờ, nhan sắc tàn phai. Nhưng con của chúng ta trẻ thơ nào có tội tình chi, đừng vì chuyện của người lớn đã gây ra mà để cho đầu xanh dương khổ lụy. Anh ái thương con mà nén thảm quên sầu bấy lâu nay, nhưng hết rồi. Giờ này chỉ còn có hương quyền của anh thôi. Thôi để anh đi mua quà cho con một chút rồi anh về nhé. Dạ. Con gái của mẹ. Mẹ có thấy con đẹp không? Ồ, hôm nay con gái của mẹ đẹp lắm. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của con, ông bà nội có lên không mẹ? Ừ, có chứ sao lại không. Ông nội bà nội hứa với con hôm trước đó, bộ con quên rồi sao? Dạ con đâu có quên, tại con muốn hỏi cho chắc chứ bộ. Mẹ ơi, năm nay con tuổi con gì vậy hả mẹ? Ờ thì tuổi Thìn chứ tuổi gì. Ủa sao kỳ vậy mẹ? Sao không kỳ? Năm ngoái con tuổi Thìn rồi mà, sao năm nay con cũng tuổi Thìn nữa? Mẹ ơi mẹ, con xin hỏi mẹ. Con hỏi chuyện gì cứ nói ra đi. Xin mẹ cho con biết ở trên đây còn tuổi gì khác nữa hay không, có một thôi. Con thắc mắc quá chừng, cứ tình hoài chẳng đổi thay. Cha mày, đồ chó con, tuổi Thìn thì tuổi Thìn hoài, chứ bộ năm nay tuổi Thìn rồi năm sau tuổi Tỵ à? Ờ ha, con biết rồi. Một lát ông bà nội lên, con đốt cho ông bà nội có biết không nha mẹ. Bấy nè, ông bà nội đẻ ra ba con, bộ ông bà nội không biết sao mà con đòi hỏi. Nè nè, coi chừng ông bà nội giận con đó. Thôi con không có hỏi nữa đâu. Mẹ ơi, ba con đâu rồi mẹ? Ba đi mua quà sinh nhật cho con rồi. Mẹ ơi, gì nữa? Sao con thấy con Lan nó có em mà con không có em vậy mẹ? Con Huệ nữa nè, nó cũng có em, chị em nó chơi nhà trời vui ghê vậy đó. Còn con không có ai chơi hết á, buồn thấy mồ à. Để ba con về rồi con hỏi ổng á. Đừng có hỏi mẹ, mẹ trả lời không có được đâu. Thôi, mẹ cho con hỏi cái này nữa thôi nha, con không có hỏi nữa đâu. Thôi hỏi cái gì thì hỏi lẹ lẹ đi cô nương, coi chừng ông bà nội lên tới bây giờ đó. Mẹ ơi, mẹ có nói ai lên kêu chị Hà hay là chị Hằng gì đó hát cho con nghe không mẹ? Dạ rồi cô nương à, ông Năm đi mời rồi, một lát nữa nó lại đây bây giờ. Trời ơi, sao mẹ kêu chị bằng nó? Con thương chị lắm đó nghe mẹ. Tội nghiệp chị lắm mẹ ơi, mẹ của chị bệnh nhiều lắm đó, chị phải đi hát kiếm tiền cho má chị uống thuốc. Mẹ có thấy tội nghiệp chưa? Sao con biết rành quá vậy? Mẹ ơi, hôm chủ nhật của tụi
dạo cùng với ông Năm. Ngang qua trước cửa nhà hàng, bỗng nghe tiếng hát rộn ràng. Ông Năm với con dừng chân ghé lại, con mới biết là má chỉ quen với ông Năm. Con nghe ông Năm hỏi chị bình tình của mẹ ra sao. Chị ngó ông Năm nước mắt rưng rưng, trả lời rằng mẹ con yêu lắm, bởi không có tiền chạy chữa thuốc men. Ông Năm cho chị 10 đồng bạc, biểu về mua cá thịt cho mẹ. Con thấy vậy còn 2 đồng bạc cũng những quà để biếu cho chị luôn. Chỉ cầm số bạc nghẹn ngào cảm ơn. Con ơi mẹ rất vui lòng khi biết con có dạ nhân từ. Mẹ ơi trên đời này sao có lắm chuyện bất công khó hiểu. Kẻ thì giàu sang dư ăn dư để, còn người lại nghèo xa xơ không cửa thông. Tiền chạy thuốc phải đi hát trong để kiếm từng chén gạo bao cơm. Quần áo chẳng lành bụng đói chân rung, nếu mẹ nhìn thấy chắc cũng thương đứt ruột. Hay mẹ xin ba cho chị Hà về đây ở, để được cùng con đi học chung trường. Để mẹ nói với ba con. Dạ. Mẹ con Diệu đâu rồi kìa? Đi đâu hết rồi? Ông nội bà nội lên. Mẹ ơi, ông nội bà nội lên rồi nè. Mẹ ra sắp xếp giùm con đi, nặng quá à, con sắp không có nổi. Dạ, thưa ba má mới lên, để con sắp xếp cho. Đi đường chắc mệt lắm hả ba má? Già rồi đi xe sắp cũng mệt chứ con. Ủa, còn thằng Vinh với chú Năm đâu mà cũng ra xách đồ vô, để mình con khệ nể nặng thấy mồ đó. Thôi để đó lát nữa chú cháu nó xách vô. Dạ, nhà con đi mua quà cho cháu Diệu rồi má. Đáng lý thì ba má tới đây sớm hơn, nhưng khi tới Bắc Mỹ Thuận, chiếc xe của bang bị kẹt, đợi chờ gần muốn hụt hơi. Thôi đành lỗi bỏ qua Bắc, mua vé xe khách đi chuyền. Nếu không thì còn ở dưới đó, đợi tới chiều quả mai mới qua Bắc. Mọi sự thì cũng chỉ tại bà. Sao lại tại tôi? Tôi biết lúc này xe nó nhiều lắm, Bắc nó kẹt, cho nên tôi sợ mình lên trễ cái con cái nó mong. Hôm qua tôi mới rủ bà đi sớm, bà cứ cãi hả? Tôi tưởng xe cộ cũng như lắm trước kìa, ai có ngờ mà cũng tại ông hết á. Ủa, tôi làm gì mà bà đổ thừa tại tôi? Nếu ông nghe lời tôi thức sớm ra mua vé xe thơ ưu tiên qua Bắc thì đâu có kẹt tới bây giờ như nè. Tôi cũng nghe lời bà thức sớm đó. Sớm ghê à, sớm mà tới 7 giờ, xe thơ 5 giờ người ta chạy rồi, 7 giờ mới thức mà còn nói là sớm nữa. Ôi, mà tới đây giờ này thì nó cũng đúng lúc vậy. Thôi 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 đi, cãi với ông tôi mệt quá. Lúc nào ông đọc tôn, đọc tài, đọc ác hết á. Ủa, sao bà lại chửi tôi? Ai dám chửi ông? Thưa ba má mới lên. Ba má khỏe ha ba má? Con định ra bến xe đón ba má.
Nhưng mà con không biết mấy giờ xe mới lên tới, cho nên thôi đó. Chú Năm đâu rồi em? Dạ, chú Năm đi rước mẹ con cô gì đó, để đến đây hát giúp vui cho con mình đó. Bộ anh quên rồi sao? À, lu bu công chuyện nên quên mất. Chú Năm đi lâu chưa em? Dạ, dạ lâu rồi, chắc cũng sắp về tới đó. Ông nội bà nội mua cho con nhiều quà quá à, con cảm ơn ông nội bà nội. À, mày thấy không, mày thấy nó nịnh tao với ba đi chưa? Con có cảm ơn ba con chưa Diệu? Dạ, con cảm ơn ba con 100 lần lận đó nghe. Thôi, bác, ba thấy con nó nhỏ này nè. Cái gì nó nhỏ đây? Trời ơi, con chó con này kỳ quá à. Bà má biết nó nói nhỏ với con cái gì không? Cha con bây nói thì cha con bây biết, chứ ai biết được mà hỏi. Nó hỏi con á, chừng nào cho nó đứa em để làm quà sinh nhật cho nó. Diệu à, phải mẹ con biểu con hỏi ba không? Nào. Ê, 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 không có em vô đó à nghe. Hồi nãy giờ ở nhà nó cũng hỏi em vậy đó. Cái con bé này bây giờ đó nha, nó lém lịnh lắm đó nghe mình ơi. Lên đây thấy gia đình của con đầm ấm hạnh phúc, ba má mừng lắm. Dạ thưa ông bà mới lên. À Diệu à. Dạ. Chị ca sĩ Hà của con tới rồi đây nè. Chị Hà, chị Hà ơi, bữa nay có ông bà nội em lên nữa đó. Dạ thưa ông, thưa bà. Dạ thưa hai bác. Chị Hà ơi, hôm nay là sinh nhật của em, chị hát cái bài gì cho em nghe vậy? Em muốn nghe bài gì, vui hay buồn? Chị hát cái bài gì mà chị thích đó. Cái bài gì mà có cái gì ban đầu hay là ban mai gì đó. À, bạn gặp em phút ban đầu phải không em? Dạ. Kính thưa hai bác và ông bà, hôm nay nhân ngày sinh nhật của em Diệu, cháu Lệ Hà tôi xin ca tặng em Diệu bản nhạc Gặp Em Phút Ban Đầu. Bản nhạc không vui cũng không buồn. Kính thưa quý vị, đây giọng ca bé nhỏ của cháu Lệ Hà. Gặp em phút ban đầu, nhìn em anh không nói nên câu, trong vui mắng buồn con, tim anh ruồng bao cũng ai hơn, hồn anh lắng bên nào, cầm tay anh khẽ nói yêu em, yêu ta tiếp nào. Hay lắm, cháu hát hay lắm. Dạ, xin mời ban má vào trong dự tiệc. Diệu, con đưa cô đây với bạn con vào trong luôn đi con, nha. Dạ, cho tôi xin phép cáo từ. Khoan, xin cô dừng lại, tôi có chút chuyện muốn hỏi thăm. Diệu à, con đưa chị Hà vào trong chơi với nội một chút đi con. Dạ thưa ông, ông muốn hỏi chuyện gì? Xin lỗi, tôi muốn hỏi ai dạy cháu Hà bản nhạc này vậy cô? Mẹ nó dạy. Mẹ nó là chị ruột của tôi. Xin lỗi cô, tôi hơi tò mò một chút nghe. Chị cô tên gì hả cô? Chị tôi tên là Lệ Thu. Hả? Lệ Thu? Phải. Lệ Thu ngày xưa giang bóng một thời, còn nay thì... Nay thì sao hả cô? Có chồng nên nghỉ hát rồi phải không? Hồi xưa chị tôi là ca sĩ nổi tiếng. Ông có biết ca sĩ Lệ Thu hát ở vũ trường Phong Lan không? Lệ Thu nàng tôi đã từng biết tên,
cỏ xưa cũng gian danh nổi tiếng. Nè cô à, chắc là bây giờ nàng vẫn còn đến vũ trường ca hát, có phải vậy không cô? Thôi xin ông đừng nhắc nữa, khiến cho tôi thêm xúc động tâm hồn. Cô nói sao? Lệ Thu hiện giờ ra sao? Ông ơi, ông hỏi làm chi cái tên người con gái ấy? Hãy xem như nó đã chết đi kể từ khi bị một chàng trai sở sanh trí thức lường gạt tình yêu của bụi ban đầu. Khi hưởng trọn nhụy qua trinh bạch, người ta hứa với chị tôi rằng sẽ tính chuyện đầu duyên. Nhưng ngày tháng dần trôi cho đến một đêm kia, chị tôi báo tin đã thua thay ba tháng. Thì chàng trai ấy được vội vàng lẩn tránh, để lại cho chị tôi niềm thống khổ đau thương. Cô à, cô nói đã sai rồi. Chàng trai ấy không lẩn tránh, mà chính chị của cô kìa. Chính chị của cô là người phản trắc lọc lừa. Ông, tôi xin ông đừng biện luận cho tên lưu manh đểu giả, vì chị tôi vẫn một dạ một lòng chung thủy với người ta. Chung thủy gì? Thử gái ở phòng trà, nay liếc mắt người này, mai đưa tình kẻ khác. Chia tay nhau lòng tôi cũng đơn đau tan nát. Ai chung tình và ai đã phản bội ai? Không phản bội mà trốn đi biệt vàng, giữ thủy chung mà đi cưới vợ phụ tình. Cô biết gì mà xen vào chuyện của người ta, lại còn binh vực người đàn bà lãng tâm trắng nết. Tôi là đứa em mà cũng là nhân chứng, trong chuyện tình này không ai hiểu rõ bằng tôi. Cô biết gì mà nói là nhân chứng chứ? Biết chàng trai ấy với bản tánh lưu manh điệu dở, đã lập mưu với người giúp việc để ném vào mặt chị tôi cái thơ tàn nhẫn vô cùng. Cái thơ đó báo tin sắp cưới vợ sang giàu, tàn nhẫn hơn, nó còn đưa số bạc 20.000 đồng để đền bù cái rủi ro mà nó đã gây ra cho chị. Chị tôi uất ức đến tự tử mấy lần, nhưng nhờ chú hai và tôi khuyên dỗ nên nén lòng nghĩ đến thai nhi. 10 năm nay nó đã lớn khôn, nó chính là Lệ Hà, cô ca sĩ tin hôn đã giúp vui cho gia đình anh khi nãy. Đã vừa lòng của anh chưa? Hỡi con người bát nghĩa miệng mật, lòng giao thật nguy hiểm khôn lường. Trời ơi, Bích Nga, em cứ chửi tôi đi, em cứ chửi tôi đi, nhưng sự thật tôi không biết gì về cái thơ và số tiền đó cả. Bích Nga, Bích Nga ơi, sự thật là như vậy có phải vậy không? Em nói thật phải không Bích Nga? Tôi nói dối anh để làm gì chứ? Trời ơi, vậy mà tôi
nào rõ thấu. Trong đục trắng đen bấy lâu nay tôi cứ ngờ rằng Lệ Thu đã dối lừa tôi. Bích Nga ơi, hãy nói rõ ra ai đã đưa thơ và số tiền. Trời ơi, tôi là một thằng đàn ông tội lỗi. Tôi là một thằng đàn ông tội lỗi mù si. Ai, ai gây ra cảnh trạng đớn đau này? Ai, ai là người đã giết chết tình tôi? Cậu Vinh ơi, cậu hãy giúp tôi đi, bởi tôi là con người khốn nạn đã nhẫn tâm bài mưu chia rẽ duyên tình. Từ ấy đến nay tôi đau khổ vô cùng, 10 năm tôi mang niềm đau dằn vặt, nỗi hối hận dày dò tím suốt bầm dâng. Giờ đây cậu đã rõ trắng đen bao tội lỗi, tôi cúi đầu xin nhẫn chịu. Cậu muốn hành hạ cách nào tôi cùng không dám trách, hãy xuống tay đi cho tôi được thanh thản tâm hồn. Sao? Thì ra là chú à? Dạ. Thì ra là chú Năm à? Cậu Vinh, tại sao chú lại nợ hại tôi? Chú ác lắm, chú ác lắm. Cậu ơi, vì trung thành với chủ nên tôi đã làm một chuyện vô lương tâm để hại cô Lệ Thu. Thơ và hình đó đều là giả do chính tay tôi đã đặt làm. Sau đó tôi có được yên ổn đâu, tinh thần tôi bị hình bóng khổ đau của Lệ Thu ám ảnh. Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng Lệ Thu đang sống trong hạnh phúc huy hoàng, nhà cao cửa rộng. Ai cũng ngờ đâu Thu đã vì tôi mà thọ bình sống nghèo nàn khổ sở với cô. Bích Nga ơi, hãy đưa anh đến gặp chị em để anh an ủi người thương, lo thuốc men và chuộc lại lỗi lầm. Được, tôi sẽ báo với chị tôi chuyện này, nhưng tiếp anh hay không là phần của chị ấy. Vì Lệ Thu với nhan sắc kiều diễm khi xưa, nay chỉ còn là một hình hài vàng gió tan thương. Trời ơi, Vinh, Vinh ơi, ba má có lỗi với con. Với đất trời và với cả lương tâm, chỉ vì ích kỷ, chỉ nghĩ đến danh gia cá nhân, trong câu hổ đuối môn đăng, nên đã gây khổ lụy cho bao người. Còn chú Năm là người ăn kẻ ở, chỉ thi hành theo mệnh lệnh nên không có tội tình gì. Lòng con tan nát khi hiểu rõ khúc nỗi. Ba má ơi, con biết
phải làm sao, biết làm sao cho vẹn vẽ đôi đường. Nhìn ơi ba, phải đâu là gỗ đá, giờ đây ăn năn hối hận biết ly chi, mà chuộc lại lỗi lầm. Chuyện mười năm qua tưởng đã chôn vùi, ai ngờ dĩ dàng lại hiện về đối diện với lương tâm. Vinh con, vô tình ba đã giết chết cuộc đời của chúng con và luôn cả công quyền là dâu mà ba đứng ra cưới hỏi. Nhưng tội nghiệp nhất là đứa cháu nội của ba, nó phải bơ vơ bữa đói bữa no như một kẻ ăn mày. Tội của ông gây mà cháu phải đọa đày. Kìa, cháu lại đây, cũng vì ông quá ư nê chấp, giữ mãi thành kiến gia đình khổ đối môn đăng. Hãy cho lễ thu tàn tạ một đời qua, còn thằng Vinh công quyền thì lỡ làng hạnh phúc. Ôi tôi là người luôn nói câu thánh hiền đạo đức, chỉ vì một phút làm sai đã hại cả bao người. Bây giờ ông hối hận thì cũng muộn rồi. Lệ Hà, lại đây với nội nè con. Mẹ con bây giờ ra sao? Con có đi học hành gì không con? Lệ Hà, ông nội, bà nội của con đó, con hãy chào ông bà đi con. Con chào ông nội, con chào bà nội. Nội ơi, mẹ con giờ đây như ngọn đèn sắp tắt, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua là Vinh bị cõi dương trần. Mẹ con đã khổ từ lúc con mở mắt chào đời, nếu không có gì nha thì mẹ con đã bỏ đi từ lâu lắm, đâu còn đến giờ này để gặp mặt ba con. Mẹ con đau bệnh gì mà máu miệng cứ trào ra, con phải bỏ học phụ gì hả ca kiếm tiền nuôi mẹ. Mẹ kêu gì nga trăng trôi, chỉ có chết rồi em hãy tìm anh Vinh mà giao bé Lệ Hà. Trời ơi, tôi đâu có ngờ. Lệ Thu, Lệ Thu ơi, ba má con nghe chăng, con chim sắp chết tiếng hót bi thương. Nỗi đoán trường này mơ là người đau xót nhất. Lệ Hà ơi, cùng vì ông bà quá ư mê chấp mới gây ra thảm trạng quá đơn đau. Thôi thôi, xin mọi người đừng nói nữa, cũng vì tôi mà một mạng người sắp lìa cõi thế, cũng vì tôi mà bao tan tóc đau thương trầm khô một gia đình. Lệ Hà con,
ông phải làm sao đây để chuộc lại lỗi lầm mà khi trước. Ông phải làm sao đây để nhìn lại mẹ con mà không hổ thẹn với lương tâm. Thôi ba, đừng buồn nữa ba. Dù sao việc cũng đã lỡ rồi. Lệ Hà, lại đây với ba con. Lại đây với ba con. Bích Nga, chị em bây giờ ở đâu? Bệnh trạng ra sao rồi? Chị em dọn về ở xóm Bàn Cờ, sống nhờ tình thương của chú hai nhạc sĩ hồi xưa. Chú mới mất cũng gần một năm, còn bệnh tình của chị em sợ là qua ông nội. Em không còn chút hy vọng nào nữa đâu anh. Em đưa giùm anh tới thăm chị em liền. Đi ngay bây giờ đi em. Anh Vinh kìa. Quyền, con đã... Quyền, chắc em đã nghe hết mọi chuyện. Vâng. Em xin lỗi vì đã trộm nghe tất cả. Vinh, Vinh ơi, em xin thú thật, qua đêm tân hôn lòng em nửa thương nửa hận. Hận vì người chồng ôm mình trong tay mà cứ mơ hình bóng cũ. Em muốn quay về với cha mẹ em nhưng mọi việc đều đã lỡ. Đời người con gái một lần xuất giá thì dù đốt dù trong cũng không quyền tách bên sang thuyền. Em chỉ mong ngày tháng qua mau hình bóng trong anh sẽ lỡ phai dần. Không ngờ tình buổi ban đầu lại thiết tha sâu đậm như sợ tơ vô hình quấn chặt tim anh. Mười năm trời chung gối chung chăn, em đã khóc thầm bao đêm với cảnh đồng sàn vì mong mai sau có đứa con cho em ấp ôm yêu mến. Nó là điểm tựa cho em trong suốt cuộc đời này. Quyền, anh xin lỗi em. Ba má cũng xin lỗi con nghe Quyền. Dạ không, con đâu bao giờ dám phiền trách gì ba má. Anh Vinh, anh Vinh ơi, bây giờ em không còn vẫn còn hờn ai cả, mà tình mến thương lại lai láng trong lòng. Hoàn cảnh của chị Lệ Thu làm cho em đau xót vô cùng. Em đã yêu anh lại càng yêu anh hơn nữa, càng cảm thương cho hoàn cảnh ngang trái của anh. Bây giờ em không biết tin sao, chuyện tình cảm để tùy anh định liệu, hay em với anh cùng nhau đến đó rước chị Lệ Thu về chung sống một nhà. Anh xin lỗi em vì anh có linh tính Lệ Thu không thể nào tồi tệ như vậy. Nhưng anh không biết lý do vì sao
mà lại ra nông nổi như vậy. Thật anh không ngờ. Anh không ngờ. Con không ngờ ba làm chuyện như vậy phải không? Ba hối hận lắm. Con cho ba đi thăm Lệ Thu để ba nhận lỗi của ba đã làm khổ cuộc đời của nó. Tội nghiệp quá. Lệ Hà, lại đây với ông nội con. Từ nay con sẽ không còn bơ vơ cực khổ nữa. Nội sẽ lo cho con. Đi với nội về thăm má con. Anh Vinh, đây là địa chỉ nhà em. Em và Lệ Hà về trước, anh và hai bác đến sau. Con tôi được còn nhỏ quá mà. Đừng bắt con tôi. Trời ơi, mẹ làm sao vậy? Dì Nga ơi, mẹ con. Chị Lê Thu. Trời ơi, chị Lê Thu. Bích Nga, em về đó à? Còn Lê Hà đâu? Con đây nè mẹ. Con nãy giờ con đi đâu vậy? Chị Nga dẫn con đi hết mà. Trời ơi, con tôi, trời ơi, nếu sanh ra trong một gia đình nào khác thì nó đâu phải khàn hơi tìm lấy miếng ăn. Mẹ nó nằm bình đang chờ cái chết. Mẹ đừng nói vậy, con sợ quá. Nếu mẹ chết rồi con sống hai. Đừng nói vậy không nên à. Chị hai đừng à, chết bỏ Lệ Hà. Nó quá ngây thơ, rất cần tình máu tươi. Lòng nào bỏ con dại ra đi. Mẹ. Con. Mẹ. Tội nghiệp cho con tôi. Trời ơi, mới từng ấy tuổi đầu mà phải dầm mưa dãi nắng. Mẹ. Chị cứ nói cái giọng sầu não hoài à, làm sao hết bệnh. Thôi để em hát bài này cho chị nghe đỡ buồn nha. Người yêu xa tôi rồi, còn chi mà nhớ mong. Tình yêu vô cánh bay, bay thật xa. Còn đâu bóng hình ngày xưa em ước mơ, giờ đây đã cách xa, xa vạn nẻo đời. Yêu thương lắm cho nhiều, rồi cay đắng muôn chiều. Đường trần không bóng cây buồn thương nhớ, nhớ ngày xưa chung đôi.
sức mình như đèn cạn dầu trước gió. Chị ơi, còn biết làm sao hơn là tuân theo mạng số. Nhưng chị nhắm mắt không yên khi thấy con thơ chưa khôn lớn lên. Chị ơi, chị đừng có nói vậy mà. Chị cứ níu từng tấc hơi để mong gặp lại một người. Người ấy giàu ngày xưa đã nhận tâm trong tù, nhưng bây giờ chị mong gửi gắm con thơ. Chị ơi, linh cảm cuối đời buộc chị cứ mong chờ, dầu sự thật đó chỉ là ảo mộng. Chị muốn một chuyến biệt ly với chút lòng tưởng vọng, có đủ mặt chồng con đưa tiễn lúc chia lìa. Chị ơi, chị đừng có nói vậy chị ơi. Không phải là ảo vọng đâu. Lệ Hà, nó đã gặp cha của nó rồi. Hả? Bích Nga, em nói gì vậy? Có thật gì không em? Em nói thiệt mà chị hai. Lệ Hà, dì con nói là con đã gặp cha con, có thật không con? Dạ con, dì Nga đã kể cho cha nghe những oan khiên của đời mẹ. Cha con đau đớn ôm con khóc nghẹn lời. Mẹ hãy đợi cha sẽ liền để thăm mẹ và tạ tình. Mẹ đừng vội chết mẹ ơi. Trời ơi, trong giây phút biệt ly, em gái với con tôi muốn an ủi một linh hồn yên dạ mà xuôi tay. Lệ Hà nó đã gặp cha nó rồi, chỉ tin em gạt bỏ mọi ưu phiền, anh Vinh sẽ tới đây. Niềm vui tương hội giúp sức cho chị thoát khỏi tử thần. Anh Vinh sẽ tới đây. Không, không, tôi không muốn gặp ai cả. Tôi không muốn gặp ai cả. Lệ Thu, Lệ Thu, Lệ Thu ơi, sau khi biết ra sự thật, anh vội tìm đến đây tạ lỗi với bạn chung tình. Không ngờ hôm nay mình còn được gặp mình. Anh không biết nói gì cho cạn lời trọn ý, chỉ xin em hãy nghĩ chút tình mà tha thứ cho anh. Thu ơi, đối với em anh là người phản bội, còn đối với con khờ anh chưa tròn bổn phận làm cha. Bởi trước kia không nghĩ suy tường tận nên hiểu lầm nhau, giờ hối hận đã muộn màng. Thu, con đừng giận hai bác nha. Chẳng qua vì hai bác quá ư nê chấp, vì câu hổ đối môn đăng mà gây ra bao thảm cảnh đau lòng này. Xin ba cứ yên tâm, con không bao giờ dám phiền dám trách. Bởi làm cha mẹ ai cũng phải lo tương lai hạnh phúc của con mình. Dù gái hay trai cũng muốn nó được yên vui dưới mái ấm gia đình.
số phận của con vô duyên bạc phước, phải cam đành chấp nhận mà thôi. Bởi trời già cay nghiệt trơ trêu, từ xưa nay ấy ghét ghen mà vâng. Con với anh Vinh có duyên mà không nợ, tôi hãy xem nhau như tình nghĩa bạn bè. Chị Lê Thu, Lê Thu ơi, em hãy tha lỗi cho anh. 10 năm cách xa em đã sống một cuộc đời đau thương khổ cực, giữa đất Sài Gòn phù qua các bụi ôm nối đoạn trường nuôi dưỡng con thơ. Còn anh thì xuống ngựa lên xe, sông yên ấm trong nhà cao cửa rộng. Vậy anh xin được đưa bé Lệ Hà về nuôi dưỡng để bù lại nỗi mất mát của con mình. Chị hãy yên tâm tình dưỡng, em sẽ xem bé Hà như con ruột của em. Còn cần anh Vinh lo chạy chữa thuốc men cho chị, em tin rằng chị sẽ bình phục nay mai. Chị, có lời chị đã hứa là tôi vui lắm rồi. Tôi biết rõ sức khỏe của tôi lắm, không còn bao lâu nữa tôi sẽ từ giã những người thân thương ra đi mà không bao giờ trở lại với cuộc đời ngập tràn đau thương. Qua phai sắc hương hương mong nào đâu vẫn dương chỉ thua xa tay đâu thiên đường sông Ngô Trọc phải xuống A Tề tâm tôi mẹ. Mong cầu mong thiết tha con trẻ thơ thoát khỏi đời bơ vơ. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi. Chị thôi, con cha có cả ông cùng dắt dìu con. Chị Thu, mẹ ơi, chị Thu mẹ. Cảm ơn mọi người. Anh Vinh, em muốn nói chuyện với anh. Ba má, mình ra ngoài. Mẹ, Lệ Hà, đi ra ngoài với dì. Mẹ ơi, để cho mẹ, ba má nói chuyện với nhau đi con. Mẹ, đi con. Anh Vinh, gặp lại anh em vô cùng thỏa nguyện, nhưng không phải để nối lại tình xưa, mà em chỉ xin anh thì nhìn nhận mà nuôi dưỡng con thơ. Cho nó nên người sống hay chết em cũng yên tâm. Tỏ tường ngang trái trách
nhiệm anh là phải thương con. Nhìn em mà đau đớn quá Thu ơi, tội của anh sâu nặng quá vô tình. Bỏ mặt riêng em mang một trời đau nhục. Ôm con thơ trong bụng với phong ba khi đi biển một mình. Được gặp anh trước giờ nhắm mắt gửi lại con nghi thơ. Vinh ơi, em thèm nghe lại bài hát ngày xưa để tìm về kỷ niệm mà ru giấc ngủ dài. Vinh, Vinh, anh sẽ hết đây. Anh sẽ hát cho em nghe nhạc lòng năm cũ. Để đôi mình cùng sống lại tình yêu quá khứ son vàng. Cho con vui với mẹ, con phải vui với mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Lê Hà, Lê Hà. Thu, Thu. Ôi, trời ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, bỏ anh. Trời ơi, Lệ Thu, dâu của tôi đã tắt thở. Con ra đi để quên hết mối sầu nhân thế, bỏ lại nơi đây lòng ba với bao hối tiếc đau buồn. Nay thì lá rơi về cội, nước cháy về nguồn, chỉ một mình con bơ vơ đơn độc hiu hắt lạnh lùng với nắm mồ quăng. Rồi đây được bàn thờ ngây ngốc quê hương, con dẫu ở xa xôi cũng về mà chứng kiến. Này mẹ, này cha, này chồng con và những người thân mến đang tưởng niệm về con mà lệ thác tuôn dòng. Lệ Thu, Lệ Thu ơi, anh chưa hát bản nhạc lòng năm cũ cho em nghe mà sao em nỡ bỏ ra đi những kỷ niệm tình yêu, và dư âm bài hát vẫn còn đong mãi trong lòng. Tay anh khẽ nói
lắm